Hãy tôn trọng các chuyên gia và lực lượng cứu hộ. Quý khán giả thân mến, câu chuyện bé HN đã nhận được sự chú ý của dư luận cả nước. Đến lúc này, dù thông tin bé tử vong đã được xác nhận, nhưng các ý kiến liên quan đến công tác cứu hộ vẫn chưa hạ nhiệt. Với những người tiếp nhận thông tin không đầy đủ ở khoảng thời gian sau khi công tác cứu hộ diễn ra, thì dễ nhận thấy nhất vẫn là những câu hỏi kiểu như sao không cắt ống thành từng đoạn, sao không thòng dây xuống cho bé nắm, hay thậm chí sao không dùng robot cứu hộ. Do hiểu sai bản chất vấn đề nên những câu hỏi trên khiến những người nắm được câu chuyện hoặc người hiểu biết kỹ thuật vừa lắc đầu vừa chạnh lòng. Độ sâu cọc trụ lên đến 35 mét, tương đương với độ cao của một tòa nhà từ 13 đến 15 tầng bị dốc ngược. Thêm nữa, độ dài 35 mét này được nối bởi 3 trụ bằng các mối hàn, chứ không phải là một trụ có chiều dài xuyên suốt 35 mét. Do vậy, chắc chắn không có đủ oxy và có thể có nước trong trụ do xuyên qua các mạch nước ngầm là những yếu tố cản trở công tác cứu hộ tiếp cận với bé N. Điều đó giải thích tại sao khi đưa camera xuống vào ngày 2 tháng 1 năm 2023 đã hoàn toàn không nhận được tín hiệu nào. Thứ nữa là trụ bê tông một khi đã đóng xuống để thiết lập mố cầu thì chủ đầu tư hay đơn vị thi công lại dám nghĩ đến chuyện nhổ lên. Cọc trụ càng ăn đất, chất lượng công trình càng đảm bảo. Do đó, phương án đưa trụ lên là giải pháp bắt buộc phải làm chứ chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam và ẩn chứa nhiều sự cố khó lường. Ngay cả các chuyên gia kỹ thuật cầu đường lão làng cũng không dám đảm bảo phương án rút cọc là khả thi. Với điều kiện máy móc, thiết bị trong thực tế tại công trường, khi các chuyên gia Nhật Bản tới hiện trường và đề xuất phương án cứu hộ, dù tính khả thi cao nhưng năng lực thiết bị không đáp ứng được do công trường nằm giữa đồng ruộng, không thể huy động máy móc cơ giới nặng trong thời gian ngắn. Cho đến lúc này, không thể không ghi nhận nỗ lực vượt bậc của lực lượng cứu hộ và nhiệt tâm cứu người của nhiều công nhân, cán bộ, chuyên gia trong và ngoài nước. Hy vọng em HN sẽ sớm được đưa lên mặt đất để an ủi nỗi lòng gia đình em. Vậy nên, việc lúc này chúng ta cần làm là thôi bàn tán và đưa ra các giải pháp phi thực tế. Hãy để việc cứu hộ cho đội ngũ chuyên gia và lực lượng cứu hộ, vì hơn ai hết, họ mới là những người có đủ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn cũng như trách nhiệm đối với xã hội để làm công việc này. Hãy kiên nhẫn và tôn trọng họ. Chủ đầu tư BOT quốc lộ 51 ấm ức trước ngày tạm dừng thu phí. Quý vị thân mến, chủ đầu tư BOT quốc lộ 51, gọi tắt là quốc lộ 51, cho biết chấp hành tuyệt đối trước thông báo tạm dừng thu phí vào 7 giờ ngày 13 tháng 1, nhưng tiếp tục có những hành động cụ thể để bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư. Trao đổi với phóng viên, ngày 11 tháng 1, ông Đinh Hồng Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đường Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, BVEC, chủ đầu tư dự án BOT quốc lộ 51 cho biết, trước thông báo tạm dừng thu phí của Cục Đường Bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải về phía nhà đầu tư tuyệt đối chấp hành, vào 7 giờ ngày 13 tháng 1, BVEC cho tạm dừng thu phí 3 trạm BOT T1, T2 và T3 trên quốc lộ 51, đồng thời tập trung giải quyết quyền lợi cho người lao động, cũng như vướng mắc cho những trường hợp mua vé tháng, vé quý chưa sử dụng. Dù chưa có con số thống kê chính thức về trường hợp mua vé tháng, vé quý, nhưng chúng tôi sẽ tính toán và hoàn lại bằng cách chuyển khoản, chứ không cần tập trung về công ty. Về phía người lao động, khoảng 240 người trong thời gian tạm dừng thu phí sẽ được giải quyết theo pháp luật lao động, khởi kiện sẽ tính sau. Cũng theo ông Hà, cùng với việc chấp hành thông báo tạm dừng thu phí, BVEC kiến nghị Cục Đường Bộ Việt Nam cũng như Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục đàm phán để xử lý những vướng mắc cho nhà đầu tư. Sau 18 lần đàm phán với Cục Đường Bộ Việt Nam, đến nay nhà đầu tư khẳng định vẫn chưa hoàn vốn, đồng thời còn nợ ngân hàng rất nhiều, chứ chưa nói đến lợi nhuận. Tài sản của dự án đang thế chấp cho ngân hàng, nay dừng thu phí để bàn giao cho nhà nước thì không thể được, cần phải xem lại. Hơn nữa, việc tạm dừng thu phí nhưng chưa trả nợ hết cho ngân hàng thì lấy đâu ra ngân sách để đảm bảo công tác duy tu, chi phí cho bộ máy hoạt động và chính sách hỗ trợ cho người lao động hết sức khó khăn. Chúng tôi chỉ mong muốn làm sao để thu hồi vốn và đủ tiền để trả cho ngân hàng, không cần thiết phải lợi nhuận. Thế thôi, vì đó là đạo lý, Bộ Giao thông Vận tải cần phải bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp, chứ không sẽ mất niềm tin cho nhà đầu tư BOT. Ông Hà chia sẻ. Về vấn đề khởi kiện Cục Đường Bộ Việt Nam ra tòa, ông Hà cho biết trước mắt chúng tôi tiếp tục đàm phán, còn trường hợp khởi kiện sẽ tính sau. Trước đó vào ngày 10 tháng 1,
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, đại diện cho các ngân hàng tài trợ vốn cho dự án, cũng đã có văn bản kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải không tạm dừng thu phí vào ngày 13 tháng 1 để tiếp tục trao đổi, đàm phán làm rõ các nội dung chưa thống nhất giữa Cục Đường bộ Việt Nam và BVEC. Theo BIDV, các khoản vay mà các ngân hàng cho BVEC vay và lãi suất tính đến ngày 10 tháng 1 vẫn còn dư nợ gốc 470 tỷ đồng, lãi phát sinh hàng tháng 4 tỷ đồng. Trong quá trình quyết toán, BVEC đã bị Cục Đường bộ Việt Nam cắt giảm các chi phí thực tế của dự án lên đến 1.188 tỷ đồng, 344 tỷ đồng chi phí đầu tư và 834 tỷ đồng lãi vay vận hành. Do đó, việc tạm dừng thu phí sẽ dẫn đến dự án mất khả năng trả nợ, tiềm ẩn nguy cơ mất vốn của các tổ chức tín dụng và nguy cơ khiếu kiện từ nhà đầu tư. Sai phạm nghiêm trọng của Cục trưởng Cục Đăng kiểm. Quý vị thân mến, tối 11 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh họp báo công bố sai phạm của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà và các trung tâm đăng kiểm, gọi tắt là trạm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đủ căn cứ xác định các hành vi vi phạm pháp luật có hệ thống, được chỉ đạo xuyên suốt từ trên xuống dưới, kéo dài trong một thời gian rất dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể là trong đội ngũ nhân viên, ban giám đốc, lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là Cục trưởng Cục Đăng kiểm. Ngay từ đầu, để thành lập các trạm đăng kiểm, các đối tượng đã chung chi tiền hàng trăm triệu đồng cho các cán bộ phòng ban, lãnh đạo phòng ban do chỗ cục trưởng để cấp giấy phép thành lập các trạm đăng kiểm. Hàng tháng, hàng quý, các trạm đăng kiểm đều chung chi tiền cho đối tượng Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm, Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng nói, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, giai đoạn tới, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan để rà soát toàn bộ các trung tâm đăng kiểm khắp cả nước. Một tháng qua, Công an trên cả nước đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra các sai phạm tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tại một số trung tâm kiểm định phương tiện giao thông cơ giới. Hiện, cả nước có 29 trung tâm đăng kiểm bị dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Thủ đoạn mà các trung tâm đã sử dụng là bỏ qua lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công hoặc cho thuê phụ tùng không đảm bảo kỹ thuật. Đơn cử, xe mòn lốp thì nộp tiền thay lốp, thay thành thùng, thay một số bộ phận để đảm bảo tiêu chuẩn, sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải. Nhà chức trách ước tính có 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo cách làm luật như vậy. Các trung tâm kiểm định có vi phạm cũng đã cấp khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Một số trung tâm đăng kiểm không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được thành lập, lập danh sách kiểm định viên giả để hợp thức hóa một số quy định của chính phủ về dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, những hành vi trên làm cho việc giám sát chất lượng, số lượng phương tiện an toàn giao thông và bảo vệ môi trường bị ảnh hưởng, xâm phạm những hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, xâm phạm đến trật tự quản lý công cộng, gây thiệt hại tài sản cho người dân, gây dư luận xấu cho xã hội và mất an toàn cho người điều khiển và người dân. Với vụ án này, Bộ Công an đánh giá Công an thành phố Hồ Chí Minh lập chiến công xuất sắc khi làm rõ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, vận dụng hiệu quả phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực. Trong thư khen, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an mở rộng những vụ án tiêu cực trong đăng kiểm trên cả nước. Cục Đăng kiểm Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng kiểm với phương tiện giao thông và phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng, container sử dụng trong giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Cục còn thực hiện công tác đăng kiểm chất lượng an toàn kỹ thuật các loại phương tiện, thiết bị giao thông vận tải. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.